Xin chào tất cả các bạn, đây là cái chè khổng lồ được bên mình trồng thực tế. Và hôm nay mình quay lại video để cho tất cả các bạn xem quá trình phát triển của cây, cũng như là chia sẻ một số kinh nghiệm mà bên mình đang gặp phải một số vấn đề. Cây chè khổng lồ này là một loại cây nó có chứa nhiều chất đạm, hàm lượng chất canxi ở trong lá của nó là rất cao, giúp vật nuôi của chúng ta thì có thể bổ sung thêm chất dinh dưỡng hàng ngày và thay đổi khẩu phần thức ăn hàng ngày cho vật nuôi. Nó còn có tác dụng là vừa là mình trồng vừa che bóng mát cho chuồng trại và vừa làm thức ăn chăn nuôi rất tốt, và giúp chúng ta là có thể tiết kiệm được thời gian công sức đi lấy lá, hoặc là giúp vật nuôi của chúng ta nhanh chóng là béo hơn. Hiện nay thì cây này được trồng sản xuất làm đại trà cho các dự án chăn nuôi mô hình như là trâu, bò, dê, cừu, thỏ, rồi là lợn rừng. Cây này phát triển rất tốt ở nhiều loại đất khác nhau và nhiều điều kiện khí hậu khác nhau. Nó phân bố từ Bắc vào Nam. Lá nó lớn và thu hoạch thì mỗi gốc của nó thì nó có thể đẻ ra khoảng 3 đến 4 nhánh và nó phát triển lên rất hùng tùng. Lá của một cây chè khổng lồ này là có vị ngọt các bạn ạ, ngọt giống như là cái mầm ngấy ấy. Các bạn đã thấy bên mình trồng ở đây là khoảng cách từ 1m5 đến 1m7. Tuy nhiên các bạn trồng lấy lá thì bên trồng khoảng 1m2 đến 1m3 thôi. Bên mình cảm nhận ở đây là bên mình nó còn trồng thưa quá, nên thế các bạn trồng dày vào thì nó phát triển lên tùm, thì lúc đó các bạn thu hoạch sẽ được năng suất nó đạt cao hơn ạ. Các bạn lưu ý là khi thu hoạch thì không nên cắt vào hoàn toàn gốc cây, mà chúng ta phải cắt từng nhánh của cây. Thì mỗi gốc của nó thì nó có thể lên khoảng 2 đến 3 nhánh, thì mình cắt nhánh này xong, chờ nhánh kia này mầm xong thì mình mới là cắt nhánh còn lại. Tại vì khi mà mình cắt hoàn toàn đấy thì nó có thể bị nhiễm nấm và nó có thể chết thối gốc. Các bạn xem một số gốc ở đây là nó bị chết, nên thế là các bạn cắt cũng là phải có kinh nghiệm nhé các bạn. Còn một số câu hỏi các bạn hỏi là cây này có trồng được dưới nước không, nó có chịu ngập nước không, thì mình cũng đã test từ một gốc. Thì mình trồng ở đây là ở dưới rãnh nước, thì mình theo dõi là đã được 2 tháng rồi thì cây này vẫn phát triển được, chứng tỏ là cây này vẫn chịu được ngập úng và chịu được trồng được dưới nước. Nhưng mà tuy nhiên là mình theo dõi là nó phát triển nó chậm hơn so với ở trên đất khô và đất ẩm ướt các bạn ạ. Trên tay mình đây là hom chuẩn của cây, bao gồm một mắt để ra rễ và một mắt để nảy mầm. Bên mình sẽ chọn những hom già và chất lượng như thế này để gửi cho khách hàng. Và bên mình có thể là gửi được hàng toàn quốc và cam kết là hàng luôn đảm bảo chất lượng, uy tín, và bên mình luôn luôn bảo hành sản phẩm trong quá trình vận chuyển. Nếu mà các bạn muốn mua giống này thì các bạn có thể truy cập vào trang web là giongcõigiadẻ.com.vn để đặt hàng trực tuyến. Bên mình sẽ có nhân viên gọi điện lại để tư vấn cho tất cả các bạn. Hoặc là các bạn có thể là bình luận dưới video này thì sẽ có người tư vấn cho tất cả các bạn. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi đoạn video này, và mình sẽ gặp lại tất cả các bạn ở những video khác. Xin cảm ơn tất cả các bạn.